anh em nhìn này, 100% là sâu đĩa anh em nhá. Bây tôi đập bát luôn anh em. Anh em hiểu nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nhá. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên ạ. Trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em hiểu này, ở trong cái sới bạc ạ, kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha. Nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha. Nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em hiểu này, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm gái, ai sóc gái được, anh em đúc ở đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em hiểu này, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân trong bát trong đĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, nó gắt rung một cái mà chẵn nó sẽ rung hai cái, rung là rung trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em hiểu này, đây là bộ bát xay chín, để tôi thử luôn cho anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nhá. Bát đi ho hoàn toàn là xay chín. Anh em hiểu nhá. Anh em ạ, xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xay chín anh em nhá. Cái đồ này mới ra, anh em nghe cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quân anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quân anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào, có nó tím lúc con người chỉ mình biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quân này anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nhá. Anh em mà sóc này, những tiếng quân nó đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nhá. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu mà lẻ này, mở này, không bàn sai, ba đèn anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai rung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cơn cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nháy một cái và rung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không ba sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy thu âm đều đưa ra kết quả anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong bát để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đút luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đút luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nhá, ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thu âm được tất cả nhá, từ 2.5m về cho anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc đây, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy thì làm gì có chuyện sai anh em. Cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt tiếng này cũng ra đây mà thôi, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ lẻ này, mở này, ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, bây tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá.
Anh em nhìn thấy chưa? Hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của máy thu âm quân vị như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Tây Bắc. Anh em đi nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nhá. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nhá. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em hiểu nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Thử hạn trực tiếp anh em nhá. Anh em này, 100% là sai chín anh em nhá. Anh em này, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em lưu ý cứ cần cái sóc lên những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em lưu ý cứ khoảng cách ngồi từ 2m hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em lưu ý ai làm cái, ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu ý đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nhảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như thế nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây đèn nháy một cái và rung một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp sau cái này sau này nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá, còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 500 triệu mà lẻ này, mở này, không bà xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nha. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi, đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bà xài, tứ chắn này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Anh em nhanh tay alo, số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ mà chắn bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi, mở không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp bài xong tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nha. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung hai rồi, trong bát trong yên tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai rồi chắc này anh em này, mở này, không bỏ giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung một rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này,
không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung hai rồi, cứ cái sắp xong đặt xuống như cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được anh em nha. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đặt cái này chỉ có ra đây mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín là anh em biệt được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và dùng một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nhá. Cảm ơn em xem clip. Anh em này 100% là say chín rồi. Phát luôn anh em. Anh em này. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị A1. Với cái máy thu âm quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em không thể làm chủ chơi anh em nha. Anh em vào sòng vào sới chỉ cần cho tôi cái máy thu âm quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết, quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nha. Cứ khoảng cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi, còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nó tí nó đúc ông người cũng khoảng cách 2 mét, hất về đúc ở đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt nào chắn nó sẽ dùng hai cái, mà lẻ nó sẽ dùng một cái. Bởi tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi, có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nha. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này, không mở sai ba đèn này anh em này, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Đi rồi, có những tiếng quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nha. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này, không bỏ ra một chuyện xài này nhá. Tiếp này, quân lạc được, bát đĩa lạc được anh em nhá. Tôi khả định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo không một rồi và nháy một cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này. Mở này, không bỏ xài, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nhá. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn người tôi đi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc, anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đấy tất nhiên chắc rồi,
đánh cả 1 tỷ và chẵn thôi. Mở này ai đã tính để chúng ra đây của tôi. Mở. Không mở sai. Trong quân hay trong vị, máy đều với kết quả anh em nha. Tiếp này. Đây những cái quân nó nhảy lên này, anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha. Người để làm sao nhận được ra đúng không anh em? Máy vẫn báo dung 2 rồi, trong 3 trong tiếng tất nhiên chắc rồi. Đánh cả cá nội chắc luôn, mở này. Không mở được chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này. Bạc đi rồi, máy báo dung 1 rồi. Trong 3 trong tiếng tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả cá nội lẻ luôn, mở này. 3 đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thun quân vị A1 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho cái máy này thôi. Và bát đĩa quân toán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái điện và cái độ nháy của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi. Cái máy thua một vị A1 rồi, bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha. Kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hỏi bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi. Cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này, 100% là xanh chín luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. À, tí nữa anh em nhìn lấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy. Anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bẹt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đấy, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi.
Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nha anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp đây anh em nhá. Đây. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người khôn cũng khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi. Anh em yêu nhá, bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá. Bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sới anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này ví dụ chơi quân nạm được, thăng long hay villa, quân ngựa, quân tú đều hết. Nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi quân gì anh em nhá. Ví dụ địa phương tôi chơi quân tú, anh em biết là cái sứa đấy chơi quân tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là quân tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em lưu nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em lưu này, quân thì nó sẽ có hai mặt anh em nhá, mặt nào được nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi nó chơi con bài anh em nhá, tôi chọn luôn người. Đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi được cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em biết điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi về, ai làm cái ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2 mét, nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó hai mặt rồi. Anh em đi nhớ, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em đi này, lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sứ này, bây giờ tôi cắt thử luôn, tôi test thử cho anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa của quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi test thử cho anh em nha, anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nha. Ví dụ nó là tứ tử anh em nha, nó không có mặt nào, nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nha. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nha. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em như này, quân nào được anh em nhá, thăng long hay villa, quân tú đều hết. Biết là địa phương anh em chơi con gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chốt chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây giờ tôi nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dùng hai cái và nháy hai cái, tất nhiên sắp đôi rồi, bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh một tỷ và sắp đôi luôn, mở này, không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, dùng một cái và đèn nháy một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 100 triệu và lẻ bởi vì thiếu một mặt, mở này, không bẩn sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra mắt, dùng để cho anh em nghe và cảm nhận. Mà tôi sẽ đúc luôn vào người, tôi đánh thử với anh em, dùng chỉ mình biết được, người cạnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang để dọc hết, cứ khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá.
rung hai cái rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi, đánh tất tay sấp đôi, đánh cả người tôi sấp đôi luôn. Mở này, không mở sai, chồng quân hay chồng vị, máy đều ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền rồi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhanh tay alo trực tiếp trên số lại trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả đàn nội sấp hai. Mở này, không mở chuyện sai anh em nhá. Máy làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em ạ. Tiếp này. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên sấp đôi rồi, mở này, không mở dọc chuyện sai nhìn nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo không rung, không rung nó không có mặt vì nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi bởi vì nó không rung anh em nha. Đánh 200 triệu là sen cô tứ tử, mở này, không mở dọc chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Bạc cầu rồi, máy báo rung hai, đánh tất tay vào sấp hai cho tôi, mở này, không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc vào người, bởi tôi sẽ để ra cái mắt anh em nhá, để tôi sóc thử em vài ba tiếng bạc nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nháy của nhi này. Máy báo rung một và đèn rung một, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ, mở này, không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này. Vẫn nhé một cái và dùng một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay mà lẻ tôi, đánh cả người tôi mà lẻ, mở này, không bẩn có chuyện sai kèm nhau. Qua vài tiếng bạc ạ, à, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nhá. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý nhá, với cái máy nhận diện quân vị này nhận diện là tất cả quân, anh em biết là địa phương anh em chơi quân gì là anh em chiến thắng tuyệt đối luôn. Anh em mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha. Nhà mình có hai sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Tây Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp, đúng như video đấy, cảm ơn xem clip.